bất ngờ kiểm tra một kho hàng đông lạnh tại khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội. Cơ quan chức năng phát hiện có tới hơn 20 tấn thịt bò có nhãn mác nước ngoài được hai doanh nghiệp tại Hưng Yên và Vĩnh Phúc cất giữ ở đây. Với vỏ bọc là hàng tạm nhập tái xuất, thế nhưng thực chất toàn bộ số thịt bò này đều nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, được cất giữ tạm ở đây để chờ cơ hội tuồn ra thị trường tiêu thụ. Thường thường dịp cuối năm thì lượng thực phẩm cung cấp thị trường rất là nhiều. Trong đó thì có một số thương nhân thì vì lợi ích hoặc vì những lợi nhuận nên họ đã sẵn sàng kinh doanh những mặt hàng thực phẩm không gốc này. Nên bà con khi ra thị trường mua sắm thì hết sức lưu ý thực phẩm phải có rõ nguồn gốc, hạn sử dụng nó rõ ràng. Một túi thịt bò trọng lượng 1kg như thế này có giá xuất kho là 80.000 đồng. Đến tay thương lái được thổi giá lên 140.000 đồng. Khi đưa ra thị trường tiêu thụ với nhãn mác thịt bò Mỹ, thịt bò nhập khẩu thì giá có thể lên tới 500 đến 850.000 đồng 1kg. Và đương nhiên, khi đã đưa ra thị trường thì người tiêu dùng sẽ không thể nào biết rằng số hàng này đều đã gần hết hạn sử dụng. Nếu mà để ý kỹ một chút thì có thể thấy rằng là cái hạn sử dụng trên những cái túi thịt bò này chỉ còn đến ngày 1 tháng 3 năm 2023 là sẽ hết hạn, tức là chỉ còn hơn một tháng nữa thôi. Nếu như mà cơ quan chức năng không kịp thời phát hiện ra những cái số hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ như thế này thì chắc chắn rằng là khi mà được tuồn ra thị trường thì các đối tượng sẽ bóc những cái tem nhãn hạn sử dụng này đi. Và đương nhiên là người sử dụng sẽ phải sử dụng những cái thực phẩm vừa hết hạn sử dụng lại vừa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa lên tới gần 2 tỷ đồng và phải sử dụng tới một xe container lớn mới có thể chở hết số hàng này đem đi tiêu hủy. Sau khi hoàn thiện hồ sơ thì đoàn kiểm tra đã trình ủy ban thành phố xử phạt đối với các tổ chức và cá nhân liên quan với số tiền là 270 triệu đồng. Hiện tại thì lô hàng hóa đến ngày nay là theo yêu cầu là phải buộc tiêu hủy. Ngay trong sáng nay, hàng trăm thùng cát tông đựng hơn 20 tấn thịt bò đông lạnh đã được cơ quan chức năng chuyển đến một cơ sở xử lý rác thải tại Hải Dương để tiến hành tiêu hủy nhằm ngăn chặn việc thẩm lậu ra thị trường. Hai doanh nghiệp nhập lậu số thịt bò này phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình tiêu hủy.